Baby Production. Cô đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước đứa. Vì nếu anh có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường cuối con đường đó. Có phải em bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoang đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết lại cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói gian? Cũng có lúc anh bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người anh quen cướp em đi mất, liệu rằng anh có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay em xem đó là trò đùa? Cũng như bài hát anh gọi tên em ở trong nhận thức anh từng hứa. Nếu lời hứa mà anh từng hứa với em hôm nay là dư thừa, thì em cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng anh tốt với em, nhưng em lại yêu một người khác. Tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đôi che. Sao có thể em cho anh khùng và chia tay trong dứt khoát? Nhưng anh sẽ cấm em làm anh đau, tạo vết thương bên trong thể xác này. Anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em đem so sánh ai tốt hơn những việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em đem so sánh ai tốt hơn những việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Anh cấm em hay thức khuya, uống cà phê vào 2 giờ sáng. Biết sức khỏe em không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian. Anh cấm em đi về đêm khi đã không còn anh bên cạnh, vì anh biết chắc nó không thể cản đi những hạt mưa trên mái tóc mềm. Anh biết là em sẽ hỏi lấy tư cách gì anh xen vào, thì cũng đơn giản là một thằng ngốc làm trò trách nhiệm mặc dù xa nhau. Em quên đi việc anh làm, nếu anh nói em bảo kể công rồi em sẽ nói là em không bắt tại sao anh làm rồi còn dày dòng. Với nó thì mọi việc khác nó không làm cũng được ghi nhận, mà thôi đâu còn quan trọng nữa, đâu phải chỉ trong vài lần. Đành ngậm miệng là để em vui thôi, nói sao thì chuyện cũng vậy rồi. Chỉ tiếc là không thể tặng cho em hạnh phúc mà em mơ thôi. Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm, mặc dù vẫn biết là 7 phần thừa. Có phải món ăn em tự ta làm bên trong chiếc hộp không còn chứ? Cảm thấy cấm em quá đủ rồi. Lần này anh cấm bản thân anh cấm anh không thể cười như ngày mai không em bên. Cả anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em đem so sánh ai tốt hơn những việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên nó.